À, dạ thưa cả nhà, đây là em cún á, mà bị xe đục, rồi em nằm một chỗ giống như là bị gãy dây chằng. Bầu sữa thì căng tròn đó cô chú và anh chị. Hôm nay em đi được rồi, nhưng mà em đi vệ sinh tiêu tiểu thì không có kiểm soát được. Nhiều khi vừa đi vừa ỉa luôn đó cô chú và anh chị. Hôm bữa thì nằm liệt, hôm nay là con đã khỏe hơn. Tây cún gà ăn gan bò với cơm với rau củ. Tây nấu thì Tây có cho nước vô nên cơm nó sẽ mềm mềm dễ ăn lắm. Bây giờ chuẩn bị trộn cho các bé. Trời ơi, cụ Lụm xuất hiện đây. Có biết cụ Lụm là ai đâu. Sao mày xa?